Việt Dũng Auto 31 Lê Văn Lương xin kính chào quý khách. Thì em là Việt Đức, đại diện bán hàng của Việt Dũng Auto 31 Lê Văn Lương. Xin được giới thiệu đến quý khách hàng một siêu phẩm. Chiếc Bentley Continental phiên bản Flying Spur 4 cửa được sản xuất vào năm 2011, vừa mới về đến Việt Dũng Auto ạ. Thì chắc quý anh chị theo dõi trên mua bán ô tô xe hơi cũng đã biết thì Việt Dũng Auto chúng em thì không bao giờ là thiếu Bentley. Lúc nào cửa hàng cũng sẵn vài chiếc. Đó, thì ngày hôm nay sau những chiếc như Continental GT màu xanh cũng đã bán này, Flying Spur 4 cửa màu đen em cũng đã bán, 209 cũng đã bán, thì nay em vừa về thêm một chiếc Bentley Continental Flying Spur được sản xuất vào năm 2011. Màu trắng ngoại thất màu chocolate rất rất đẹp. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em để có thể tìm hiểu mẫu xe này. Thì chiếc xe này em báo giá luôn là chiếc Bentley Continental này được sản xuất vào 2011, đang được Việt Dũng Auto chúng em bán với mức giá là 2,9 tỷ đồng. Đây là một mức giá rất dễ tiếp cận khi mà giá mới của chiếc xe hay là giá của chiếc xe này trước đây cũng có giá trên dưới hơn 16 tỷ đồng. Đó. Thì nay với chỉ với cái số tiền là chưa đến 3 tỷ đồng, quý anh chị đã có thể sở hữu được một trong những chiếc xe đẳng cấp, hạng sang, đặc biệt nhất trên thế giới rồi ạ. Và chiếc xe này trong tay Việt Dũng Auto chúng em thì chiếc phiên bản W12 6.0 W12 đời 2011 này số km chạy rất ít thôi, chỉ có hơn 7 vạn km. Đó. Thì nhìn tổng thể về phần đầu tiên thì em xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em để có thể nhìn qua về nước sơn của chiếc xe. Toàn bộ nội ngoại thất của chiếc xe thì nước sơn zin còn lên đến 90%. Nước sơn zin đấy ạ. Xe rất đẹp, như một viên ngọc quý hiếm. Thì thật sự thì với những mẫu Bentley Continental đời này, quý anh chị mua để sử dụng hàng ngày hay là để đi gặp đối tác khách hàng, cũng như là quý anh chị mua về để kinh doanh như là làm xe dâu, thì với cái mức giá 3 tỷ đồng này, quý anh chị sở hữu một chiếc Bentley thì quý anh chị cho thuê. Với em nói đang nói với dưới dạng là cho thuê đi ạ, thì chắc chắn là sẽ tốt hơn cái giá mà quý anh chị làm xe dâu, cho thuê xe dâu của chiếc Bentley, chắc chắn giá sẽ tốt hơn nhiều so với cả một chiếc Mercedes cùng tầm giá. Bentley thì là một thương hiệu xe cao quý đến từ nước Anh. Phần động cơ của chiếc xe thì sở hữu khối động cơ dung tích xi lanh cực khủng 6.0 W12. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì chắc em cũng không cần phải nói nhiều, nó sẽ phải lanh quanh ở trên đâu đó 18-19 lít. Phụ tùng theo xe thì còn nguyên hết ạ. Em sẽ quay về phần đuôi trước đi. Đấy, lốp, hệ thống lốp theo xe, lốp treo theo xe, đầy đủ nguyên bản hết. Bentley Rolls-Royce là một trong những hai thương hiệu mà đẳng cấp về sedan, hạng sang siêu sang, đẳng cấp nhất nhì thế giới rồi. Cho nên về chất lượng của những chiếc xe này, Bentley thì có một đặc điểm rất là hay là phần động cơ. Động cơ của chiếc xe vô cùng bền bỉ. Em xin khẳng định luôn là kể cả là những người mà chơi Bentley lâu năm thì đều phải công nhận một điều là Bentley có sở hữu động cơ vô cùng bền bỉ. Vô cùng bền bỉ luôn. Thật sự là nó rất đẹp. Vành của chiếc xe là vành 19 inch sử dụng lốp Michelin. Cánh cửa ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một cánh cửa dài cỡ lớn. Phiên bản này phiên bản 5 chỗ nha quý anh chị. Trước đây thì em cũng đã bán một vài chiếc phiên bản 4 chỗ rồi. Thì thật sự thì nếu mà phiên bản 4 chỗ thì nó quý hơn, nhưng mà 5 chỗ thì nó tiện hơn rất là nhiều. Ngồi lúc nào nhà cần ngồi đông người, dồn dồn một tí thì ngồi đằng sau, ngồi 3 người thoải mái. Nội thất rất đẹp luôn, màu chocolate pha. Gỗ này của chiếc xe là gỗ óc chó. À em xin lỗi em nhầm ạ, gỗ này là gỗ sồi, vân này là vân gỗ sồi. Cao cấp vô cùng. Phía trong thì chúng ta sẽ có một cái nút là sưởi ghế. Đấy, có những chế độ sưởi sấy ghế này, làm mát ghế này. Hàng ghế đằng sau là có thể, hai hàng ghế sau là có thể làm mát này. Nút lên xuống kính. Đặc điểm của những chiếc Bentley là hệ thống đằng sau, cửa đằng sau thì không có rèm. Đặc điểm luôn đấy ạ. Như những chiếc Series 7 hay là những chiếc Mercedes thì có rèm, nhưng mà với chiếc Bentley thì lại không có rèm. Chắc có thể là tại vì Anh Quốc thì trời nó ít khi có nắng, cho nên là các hãng xe đến từ Anh thì ít khi làm rèm cửa hai bên.
Nội thất da thì nguyên bản hết. Da này là da zin đấy ạ. Da zin của nó. Logo trên tựa đầu khắc thương hiệu logo Bentley. Đây cũng là một trong những logo thương hiệu được đánh giá là đẹp nhất trên thế giới. Về thiết kế logo trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử. Ôi, em xin lỗi ạ, cái cao su này em đang đặt về rồi. Đấy, cao su này thì nó mất theo thời gian thôi. Em đang đặt một bộ cao su khác để lắp vào rồi. Cho nên là cái cao su này nó theo thời gian nó bong. Thì cái này thì em đang đặt một bộ khác để lắp về rồi. Cũng là chính hãng luôn. Thì theo thời gian thì phần ghế của chiếc xe ở hàng ghế lái cũng còn rất mới. Rất rất mới luôn. Đời 2011 cũng là một trong những đời hiếm của dòng xe Bentley Continental Flying Spur này. Vì làm sao ạ? Vì là những chiếc Bentley được nhập về nhiều nhất là vào đời 2006 cho đến vòng đời 2009. Còn đời 11 này thì gì, số lượng trên thị trường nó hiếm hơn rất nhiều. Lẻ 10 cũng đã hiếm rồi, chứ chưa không nói đấy là 11. Phần nội thất của chiếc xe. À, lúc em có báo là chiếc xe là chạy hơn 7 vạn là em báo sai đấy ạ. Chiếc xe này báo chính xác là hôm trước em nhầm là 7 vạn 9. Thì nay sau khi những lần test các kiểu thì là chiếc xe đang dừng lại ô đô là 8 vạn km. 8 vạn km, 80.000 km đấy ạ. Đây cũng là một mức mà hợp lý thôi so với cả đời, nhưng với cả năm. Ngoài trời đang ồn thế này nhưng mà chỉ cần đóng chiếc cửa xe vào thôi là mọi thứ yên tĩnh một cách dã man luôn. Phần gỗ của chiếc xe vẫn còn rất là đẹp. Vị trí tay nắm không chê được vào đâu. Hàng ghế trước cũng có sửa sấy ghế này, nâng hạ gầm này, hệ thống rèm ở phía kính sau. Nâng hạ gầm đấy ạ. Đấy, đây là giảm xóc, chắc là các cái chế độ giảm xóc của xe em cũng chưa kịp tìm hiểu, thì chắc là quý anh chị nào mua về rồi trực tiếp tìm hiểu những cái option trên xe. Với một chiếc xe đời 2011 nhưng mà là một chiếc xe hạng sang cao cấp, cho nên là quý anh chị có thể nhìn thấy phần vô lăng của chiếc xe, các cái phím bấm, các cái nút, đầy đủ các chức năng như là cruise control này, điều chỉnh âm thanh loa đài này, chuyển nhạc, cái các kênh menu, gần như là không thiếu một chức năng gì cả. Không thiếu bất kể một cái chức năng gì cả. Và trên một chiếc Bentley thì không bao giờ được thiếu một chiếc đồng hồ Breitling. Thì là một chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng của Bentley. Thương hiệu Breitling cũng là một trong những thương hiệu đồng hồ hạng sang cao cấp trên thế giới. Nút chỉnh, các cái nút về cửa gió điều hòa thì đầy đủ hết. Mọi chức năng trên chiếc xe này bọn em đã test đầy đủ. Không có một chức năng nào bị lỗi ạ. Ổ đĩa CD 6 ổ. Sự là quay thì chắc là sẽ không thể nói lên được vẻ đẹp của chiếc xe. Nhưng mà vẻ đẹp của chiếc xe quý anh chị phải nhìn tận mắt, nhìn ngoài đời thực sự thì quý anh chị sẽ mới thấy được là chiếc xe này đẹp như nào. Thậm chí là đến cái chi tiết này cũng được bọc da luôn. Cái rèm che nắng cũng được bọc bằng da luôn. Sang chảnh vô cùng. Mở ra phát là có đèn. Ra hết toàn bộ da, trần bọc da. Cái phần cửa kính, phần gọi là cửa sổ trời đấy ạ. Cái phần che của cửa sổ trời này bằng da hoàn toàn luôn. Và khi mở ra nhá, quý anh chị mở ra ấy, thì là nó mở luôn cả cửa, chứ nó không có cái lộ cái phần kính ra. Đấy. Khi quý anh chị mở cái cửa sổ này là ra mà mở thẳng ra luôn. Rất là tuyệt vời. Rất là đẳng cấp. Xe thì em đã check test những chiếc xe giá trị tiền cao, kể cả những chiếc xe trên dưới 1 tỷ bọn em cũng đã kiểm tra và test rất là kỹ càng rồi, chứ không nói đến là những chiếc xe mà trị giá 3 tỷ đồng như thế này. Đây, em sẽ quay đến khoang động cơ của chiếc xe đấy ạ. À đây, chưa lên được nắp capo. Vặn thêm lần nữa mới lên được nắp capo. Đây, nó có bộ chiếc xe rất đơn giản. Mở ra này.
tay em đang cầm một tay đấy là rất khó. Nắp combo chúng ta chỉ cần phải nhấc lên như thế này là đấy, chúng ta sẽ vào được động cơ 6.0 W12 của Bentley. Đây cũng là được một trong những chiếc xe sedan có dung tích động cơ lớn nhất, cũng là một trong những chiếc sedan mạnh nhất trên thế giới, chạy rất là bốc luôn, tuyệt vời. Xe thì máy móc thì chắc không phải bàn, động cơ bọn em cũng đã check test đầy đủ, khô giòn, từng con ốc một là zin hết ạ. Em chỉ quay qua sơ sơ ở đây thôi, quý anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ đến Việt Dũng Auto chúng em qua để trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Nó đẹp như thế này cơ mà, động cơ làm rất là kín luôn, không một lỗi lầm. Nó có chiếc xe này khẳng định luôn là chạy rất mạnh, là một trong những chiếc xe mạnh, rất mạnh mà em đã từng lái thử, siêu tuyệt vời luôn, vẻ đẹp không bao giờ là lỗi thời, không bao giờ là hết mốt. Đó, thì em cũng đã quay tổng quát chiếc xe rồi. Hệ thống đèn của chiếc xe đi. Hệ thống đèn của chiếc xe thì sử dụng hai bóng bi xenon, hai bên pha và cốt đều là bi xenon hết, có rửa đèn, zin như cục pin. Thì em xin nhắc lại ạ, chiếc con Bentley Continental phiên bản Flying Spur sở hữu khối động cơ 6.0 W12, sản xuất vào năm 2011. Xe tên tư nhân chính chủ, biển thành phố, đang được Việt Dũng Auto bán với mức giá là 2.900.000 đồng cho mẫu xe này. Mọi chi tiết thì xin liên hệ, xin mời quý anh chị hãy liên hệ giúp em, số điện thoại em để ngay phía dưới. Em cam kết với quý anh hàng về chất lượng của sản phẩm, còn về giá thì xin mời quý anh chị hãy liên hệ giúp em ạ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình và em xin chúc quý anh chị có một ngày tốt lành.